Rạng sáng 27 tháng 9 tại xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Một lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Thái Hòa cho biết sự cố cháy nhà làm người cha sinh năm 1973 và hai con gái nhỏ tử vong. Chính quyền hiện đang phối hợp lo hậu sự. Lãnh đạo xã Thái Hòa cho hay gia đình này thuộc diện cận nghèo của xã, hai vợ chồng làm nông nghiệp, người vợ sinh năm 1980 cũng đang bị thương. Còn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết vào lúc 4 giờ sáng, bệnh viện này tiếp nhận 3 bệnh nhi là ba chị em ruột được đưa đến cấp cứu trong tình trạng bỏng xăng toàn thân rất nguy kịch. Các cháu đều ở xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên. Tuy nhiên, trong quá trình cấp cứu, hai cháu nhỏ 5 tuổi và 9 tuổi đã tử vong. Em bé 7 tuổi đang tiên lượng nặng. Bệnh viện phải kêu gọi hỗ trợ vì gia đình cháu khó khăn. Đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang cho hay, đơn vị đã điều một tổ công tác xuống hiện trường để điều tra vụ việc. Do ảnh hưởng của rìa Bắc, giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nối với bão số 6 và kết hợp với hoạt động của gió Đông Nam ở rìa áp cao cận nhiệt đới, nên từ ngày 22 tháng 9 đến 7 giờ ngày 25 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công văn về việc triển khai ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung công điện số 10 ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự tỉnh, triển khai phương án tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu vực đô thị, khu công nghiệp, vùng trũng thấp, khơi thông dòng chảy, nhất là trên các suối, khe cạn, khu vực miền núi, không để xảy ra lũ nghẹn dòng. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư bãi sông, ven suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra. Tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều, chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, đặc biệt là các cống dưới đê, các trọng điểm xung yếu, các tuyến đê đang thi công dở dang, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng hộ đê khi xảy ra sự cố, thực hiện việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo quy định, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả của mưa lũ. Quảng Ngãi đang thực hiện dạy và học trực tuyến để phòng chống dịch. Một số doanh nghiệp viễn thông ở Quảng Ngãi đã đồng hành hỗ trợ ngành giáo dục, giáo viên và học sinh trong việc dạy và học trực tuyến. Điều này giúp các học sinh có gia đình hoàn cảnh khó khăn, điều kiện học trực tuyến tốt hơn. Học trực tuyến của Minh Khuê đã dễ dàng hơn. Tình trạng nghẽn mạng giảm đáng kể nên em tiếp thu các bài học được thông suốt. Khi lắp đặt truyền thông mạng Viettel thì con được học và cứ tốc độ mạng nhanh hơn. Thầy cô truyền đạt cũng nghe to rõ và không bị vấp. Đối với các gia đình khó khăn, việc mua sắm thiết bị học trực tuyến là một nỗi lo. Dịch vụ hỗ trợ học trực tuyến đến tận nhà với nhiều chính sách ưu đãi nên phụ huynh cũng yên tâm hơn. Bây giờ học online cho nên là cũng bé nó việc hè cũng có nhiều cái ưu đãi, cho nên là cũng bé nó học cũng được, học thì cũng mạnh, nói chung là không có mắc xám rồi gì nữa, nói chung là tốt. Dạy học trực tuyến chỉ là giải pháp tình thế do dịch bệnh, tuy nhiên các giáo viên vẫn cố gắng truyền thụ đầy đủ nội dung bài học thông qua thiết bị công nghệ, có sự hỗ trợ tích cực từ các đơn vị viễn thông. Thì bản thân tôi giáo viên thì tôi cũng thấy là rất là tự tin khi mà đã dùng được cái mạng Viettel mạnh như thế này thì dạy học mình cũng trong quá trình dạy mình cũng rất là tự tin. Triển khai từ ngày 7 tháng 9 đến nay thì trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi thì đã lắp đặt được 950 cái đường truyền quốc gia. Nó hỗ trợ được 200 máy smartphone và hơn 1.000 sim 4G giúp cho học sinh học online nó thuận tiện hơn. Sự đồng hành, hỗ trợ đắc lực của các tổ chức, doanh nghiệp để sự học luôn tiếp diễn và cũng giảm bớt khó khăn do dịch bệnh gây ra. Sau hơn 10 ngày kể từ ngày cảng cá Hòn Rớ thuộc tỉnh Khánh Hòa hoạt động trở lại, tình hình tàu cá mở biển tại cảng vẫn chưa nhiều. Nguyên nhân chính là do một số ngư dân chưa đáp ứng đầy đủ các quy định về phòng chống dịch theo quy định, một phần thì cũng thiếu lao động đi biển. Trong khi đó, mùa mưa bão đang đến gần, nếu không có những giải pháp hỗ trợ kịp thời thì rất khó để ngư dân có được những chuyến biển thuận lợi. Khu vực biển tại cảng cá Hòn Rớ hiện vẫn còn rất nhiều tàu nằm bờ, trong khi lệnh mở cửa biển trở lại sau giãn cách đã được ban hành từ ngày 15 tháng 9. Nhiều ngư dân cho biết họ rất mong muốn được trở lại đánh bắt, kiếm thêm thu nhập sau hơn 2 tháng nằm bờ. Nhưng con đường trở lại với biển không hề đơn giản. Trong đó, việc kiếm đủ lao động, thuyền viên đáp ứng đầy đủ các quy định là người dân thuộc vùng xanh, vùng vàng, có giấy test nhanh kháng nguyên hoặc PCR âm tính trước khi làm thủ tục xuất bến và phải tiêm ít nhất một mũi vaccine cũng hết sức khó khăn. Không đảm bảo về cái giấy tờ và thủ tục
cũng chưa nắm được về cái việc mà làm xuất bến thì cần phải những giấy tờ gì. Thì tuy nhiên thì sau 1-2 ngày đầu thì chúng tôi cũng tuyên truyền và hướng dẫn cho bà con nắm được cái việc mà đi biển thì bà con cần những giấy tờ gì và có những cái thủ tục gì mà bà con đang vướng, chúng tôi cũng tìm cách tháo gỡ. Tại các vùng biển ở Khánh Hòa, thói quen của ngư dân luôn lựa chọn những bạn thuyền đã gắn bó với chủ tàu lâu dài, có kinh nghiệm đi biển. Song sau đợt đóng cảng khá lâu, nhiều ngư dân đã chuyển sang tìm kiếm việc tại địa phương khác, hoặc có người đi biển nhưng lại chưa đáp ứng các điều kiện mà cơ quan chức năng quy định. Thậm chí các quy định khi ngư dân tham gia đánh bắt cũng phải có thuyền trưởng, máy trưởng đã được thực hiện từ lâu, nhưng đến nay vẫn có rất ít tàu đáp ứng được. Về phía thành phố thì chúng tôi cũng đã đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chỉ đạo cái cảng cá là phải thành lập cái tổ tuần tra kiểm soát ở bên trong khu vực cảng cá, nó phải đảm bảo các cái biện pháp phòng chống dịch, thực hiện tốt cái 5K, là chúng ta phải tiến hành phân luồng ở trong cái khu vực cảng cá, có lối vào, lối ra và phải đảm bảo cái giãn cách. Thời tiết tại các ngư trường đánh bắt cá truyền thống của ngư dân Khánh Hòa đang bước vào mùa mưa bão. Nếu các vướng mắc không sớm được tháo gỡ, rất khó để bà con ngư dân có được chuyến biển thuận lợi. Các cơ quan chức năng cần tích cực hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để bà con hoàn thiện các thủ tục đi biển. Bên cạnh việc tạo thuận lợi để ngư dân đi biển, các cơ quan chức năng cũng đang tính toán, lên phương án để đón các tàu cá cập cảng bán sản phẩm trong vài ngày tới. Lực lượng chức năng tiến hành test nhanh SARS-CoV-2 ngay tại cảng và sẽ cấp thẻ để ngư dân, các tiểu thương khi tham gia hoạt động tại cảng cá, từng bước đưa hoạt động cảng Hòn Rớ đi vào ổn định, đảm bảo an toàn. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC tại địa chỉ www.vtc.gov.vn. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng. Nó thậm chí còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chất lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp quý khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những clip hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới, và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast sách nói chuyện hay. Thành công của bên trong đã phát ra. Và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtc.gov.vn để theo dõi các chương trình đặc sắc nhất của VTC ngay hôm nay.